tin giáo phận Vinh. Thánh lễ cao điểm năm thánh thể của giáo phận Vinh tại Linh Địa Trại Gáo Ngày 13 tháng 6 vừa qua, tại Thánh Địa Trại Gáo, Đức Cha Phao -lô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh, đã chủ sự thánh lễ cao điểm năm thánh kỷ niệm 100 năm thiết lập tuần chầu tại Giáo Phận Nhà. Đồng tế trong thánh lễ, có gần 150 linh mục trong giáo phận và quý cha ngoại quốc Thánh lễ có sự hiện diện của đông đảo quý thầy trùng sinh, quý nam nữ tu sĩ và đặc biệt là sự quy tụ của khoảng 90.000 người cả công giáo và lương giáo khắp nơi về tham dự. Trước khi khai lễ, cha Paulo Nguyễn Văn Hiểu, trưởng ấn tòa giám mục, đã công bố sắc lệnh của tòa ân giải tối cao về việc mừng năm thánh thể giáo phận từ tòa thánh Roma dạng trong thánh lễ khởi đi từ trích đoạn tin mừng theo chương 5 câu 1 đến câu 12. Đức cha Phaolô nhấn mạnh, tám mối phúc là giới luật yêu thương của Chúa. Qua đó, Ngài mời gọi mỗi người trở nên tấm bánh yêu thương, tấm bánh liên đới bẻ ra trao cho người ở xa cũng như ở gần bên, như Chúa Giêsu đã làm. Điều gì ta muốn người khác làm cho mình, thì hãy chủ động làm cho người khác trước. Đồng thời, Ngài mời gọi những ai về đây với tâm tình cầu nguyện, mong nhận được bình an qua lời bầu cử của Thánh An Tôn, thì cũng biết san chia cũng như thực hành đời sống chứng nhân trong xã hội đầy biến cố như hiện nay. Kết thúc thánh lễ, Đức Giám Mục Giáo Phận đã ban phép lành tòa thánh cho hết thảy mỗi người tham dự, cũng như những người không hiện diện cách thể lý vì nhiều lý do khác nhau, nhưng có lòng ước ao và cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng.